ngoài vườn chanh dây của nhà mình. Vườn đây mình đã lấy nét. Trái này còn nhỏ, nó chưa có to, mấy trái này còn bé lắm. Này nhỏ xíu. Chanh dây nhà mình đã ăn được một năm rồi, nhưng mà nó chưa có dấu hiệu tàn nha mọi người. Nó cứ lên bông và lên trái suốt thôi. Ở ngoài đây có rất là nhiều trái luôn. Hiện tại bây giờ nó chưa có nhiều đâu, có lúc trước á. Quá trời trái luôn. Nhưng mà nhà mình thì không có hay bán. Cha mẹ mình rất là thích ăn chanh dây, tại vì ba mẹ mình lên máu á, nên là hay uống chanh dây lắm, để lúc nào cũng giữ trữ chanh dây ở nhà hết. Chứ để lỡ mà có lên máu bất chợt thì vẫn có chanh để mà uống, để mà hạ đường máu. Hoài không biết trái này chín chưa nhờ, chắc là chưa đâu, to quá. Ô còn khúc ngoài kia nữa, nhưng mà xa quá mình không dám ra ngoài đấy, mình sợ rắn lắm, mình chỉ đứng trong đây thôi. Đây, trái này còn nhỏ, nhưng mà trái này chắc là chín rồi đó. Mình sẽ hái trái này. Khó lấy nét quá. Ây dạ. Thêm một trái này nữa. Chanh dây này không phải là chanh dây tím nha. Chanh dây có hai loại. Chanh dây nhà mình là chanh dây màu vàng. Khi mà nó chín luôn á, thì nó sẽ có màu vàng. Hiện tại mình không có trái nào chín để cho mọi người xem cái màu vàng của nó. Như thế này là ăn được rồi. Hái ba trái thôi. Đây là thành quả hôm nay mình đi hái chanh dây ha. Bây giờ mình sẽ chẻ trái này ra cho mọi người xem bên trong nó đã chín hay chưa. Nhưng mà so với mình là trái này đã chín rồi bạn. Vừa ăn rồi đó. Ôi dồi, cũng cứng phết đây. Trời, nước chảy nè mọi người. Tuyệt vời chưa, đã chín rồi đó. Cha cái hộp này tươm nước luôn. Ngon thế cơ. Mình sẽ chẻ tiếp trái thứ hai nha. Chẻ muỗng ở đây đi. Một hồi nữa mình sẽ xơi cái trái chanh dây này. Không biết cái này chín chưa, sao còn cứng thế nè. Nhưng mình thấy nó cũng đã vàng lắm rồi. Ôi rồi, trái này chưa có chín, buồn ghê. Tại mình lo hái á, mình thấy trái nào to cái mình hái. Thật ra là hôm nay là trái to nó chưa có chín. Có trái màu vàng á, trái nhỏ như thế này nè, có khả năng chín cao hơn. Tại mình nôn hái quá. Trái này cũng đã chín rồi, nhưng mà chưa có chín thôi. Kệ, tạm ăn được. Không sao. Hôm nay mình thèm á. Không thể chịu đựng nổi với cám dỗ. Không thể nào mà để nó chín được. Lúc trước á, chín đầy cay nhưng mà không có thích ăn, không có thèm. Nhưng bây giờ không chín thì lại thích ăn. Ngược đời với người ta vậy đó. Để mình thử cái trái này đi, nhìn hấp dẫn. Cho miếng muối vào nha. Chua chua, mặn mặn, cay cay, ngon. Nhưng mà này phải là ai ăn chua nha mấy bạn. Chứ mà không ăn chua được là không ăn được cái này đâu nhé.
tại vì nó không có ngọt, cũng có cái hậu ngọt chứ, nhưng mà cái ngọt của nó rất là chua thì nhiều. Quá xa đã, mê ly luôn. Các bạn nào mà không ăn chua được thì mình quậy nước uống nha. Nhưng mà riêng mình thì mình thích ăn như thế này hơn. Hấp dẫn. Hết một nắp. Ôi rồi. Tiếp theo. Nghe đồn rau ăn chua có vitamin C. Có thể là tăng sức đề kháng mùa dịch này mấy bạn. Mình ăn đại, nghe nói thôi chứ mình cũng không biết là có hay không. Nhưng mà nhà mình có thì mình cứ ăn thôi. Chịu không nổi. Quá tuyệt. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ôi, sao mà cứ rớt hoài như nè. Đã quá, đã quá. Không biết nói gì hơn. Tiếp theo là cái nắp này nha. Khử nó ra để một hồi mình dễ nó bốc nó lên hơn. Cho muối vào, mình lấy cái muỗng mình nạo nó lên. Tiếp theo mình cho vào miệng nè. Tuyệt vời. Tiếp. Mùa giãn cách nè, ở nhà thôi. Ăn, ngủ, coi phim. Hết chuyện. Tiếc là mình không có quay cái miệng cho mình cho mọi người xem. Không thì mọi người chảy nước miếng mất. Quá tuyệt. Đây. Thành quả của mình là mình ăn hết nhiêu đây nha mọi người. Đã, cái nư của mình dễ sợ. Còn cái bên đây là trái dưa gan. Nó chưa có chín nhưng mà nó cũng chắc ngày mai là anh sẽ ăn được đấy, mình thấy nó hơi mềm mềm. Cây nhà lá vườn thôi nên không có khó kiếm. Xin.